Thưa quý vị, chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với một thông tin đáng chú ý từ Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, cùng với đại dịch Covid-19 thì biến đổi khí hậu cũng luôn là một vấn đề nóng được mọi người đem ra thảo luận tại các hội nghị cấp cao trên toàn thế giới. Và mới đây thì Liên Hợp Quốc đã cảnh báo tình trạng khan hiếm nước và hạn hán có thể sẽ gây thiệt hại giống như là đại dịch Covid-19 cùng với các nguy cơ nhanh chóng gia tăng do mà nhiệt độ của toàn cầu cũng đã tăng lên. Báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 17 tháng 6 cho thấy, hạn hán đã gây ra thiệt hại kinh tế ít nhất 124 tỷ đô la Mỹ và ảnh hưởng đến hơn 1,5 tỷ người từ năm 1998 đến năm 2017. Cũng theo báo cáo của Liên hợp quốc, hiện nay trái đất nóng lên đã làm gia tăng hạn hán ở Nam Âu, Tây Phi và số lượng nạn nhân sẽ tăng lên đáng kể trừ khi thế giới hành động. Khoảng 130 quốc gia có thể đối mặt với nguy cơ hạn hán lớn trong thế kỷ này theo kịch bản khí phát thải cao của Liên hợp quốc. 23 quốc gia khác sẽ đối mặt với tình trạng thiếu nước vì gia tăng dân số và 38 quốc gia bị ảnh hưởng bởi cả hai yếu tố trên. Hạn hán có thể là đại dịch tiếp theo và sẽ không hề có vaccine. Nếu chúng ta không hành động lúc này, các đợt hạn hán liên tiếp sẽ đe dọa đến việc đạt được những mục tiêu phát triển bền vững của chương trình nghị sự 2030. Liên hiệp quốc dự báo hạn hán sẽ xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn ở hầu hết các khu vực châu Phi, Trung và Nam Mỹ, Trung Á, Nam Australia, Nam Âu, Mexico và Mỹ. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communication trong tuần này, hơn 40% nông sản nhập khẩu của Liên minh châu Âu EU có thể sẽ bị tổn thương bởi hạn hán vào giữa thế kỷ này do biến đổi khí hậu.